hồng trạch hồ muôn sóng lăn tăn, buồm nâu thấp thoáng điểm phá vài nơi. Đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, đa dương khuất núi, thì tiếng ca tiếng hò của người trai truyền vang khắp nơi, cảnh sắc thật là tuyệt mỹ. Tục ngữ có câu, dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước. Người sống ở vùng hồng trạch hồ dựa vào nghề đánh cá để sinh nhai. Ngư dân thường thật hạ chất phát và biết chỉ túc lúc này phần lớn ngư dân đang thu lưới dọn thuyền đưa cá về nhà do vậy mà trên bến thuyền khá là náo nhiệt dưới một gốc dương liễu cạnh bầu hồ có một người mặc y phục như là văn sĩ cũng đang ngắm nhìn cảnh sắc hoạt động nhộn nhịp và không ngừng gật đầu người này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ kỳ tài võ lâm thiên hạ nghe nói là thất sắc là ma đầu trong ma đầu chàng là hầu sơn phong tức là hạ hầu lam trong cảnh sinh hoạt vui nhộn thái bình bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ trong trang phục văn sĩ như vậy nên là khó tránh khỏi bị người khác nghi hoặc chú ý quả nhiên chẳng lâu sau thì có một toán năm ba ngư dân liếc mắt nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên hầu sơn phong liền từ gốc điếu bước ra cung thủ khẽ chào và mỉm cười khai khẩu các vị tại hạ có một câu có vị nào họ vạn một người cắt lời nói Ờ phải chăng Vị tướng công này muốn hỏi vạn bất trì Vạn bất trì Đúng rồi Có lẽ sau khi thoái xuất võ lầm Quy ẩn làng trai Vạn dài hiểu vì tránh phiền phức Sợ người ta đến thỉnh giáo Cho nên là cải danh Một mặt tránh không cho người khác biết lão là vạn dài hiểu Một mặt cũng biểu thị Lão chỉ biết đánh cá Không hỏi đến thế sự Một chuyện cũng không biết Hầu Sơn Phong vội gật đầu nói Ờ đúng là người này Tài hạ nghe nói Lão ở phía nam Hồng Trạch Hồ Nhưng mà vừa rồi Tài hạ tìm đến nửa ngày Mà vẫn không thấy ngôi nhà tranh của lão Chẳng hay các vị có biết Một ngư dân nói Ờ trước đây lão ta vốn ở bờ nam Nhưng mà đã dọn nhà cách đây 3 tháng rồi Hầu Sơn Phong vội nói Xin hỏi lão ca Có biết lão ta dọn nhà đến đâu không Ngư dân này chưa trả lời ngay Mà quan sát Hầu Sơn Phong một lúc Rồi nói Tướng công là bằng hữu của lão à Hầu Sơn Phong gật đầu nói Tại hạ chính là bằng hữu của lão Nhưng mà đã nhiều năm rồi Hai bên chưa gặp lại Ngư dân này lắc đầu nói Đây là lần đầu tiên Ta nghe nói lão ta có bằng hữu muốn gặp Ờ tướng công không biết đó thôi Vạn bất chi này rất là quái đảm Người ta sống gần nhau thì phải hỗ tương chiếu cố cho nhau. Đằng này một mình lão ở lánh xa xa, mọi người đều kết bạn đánh cá, chỉ có một mình lão lờ xuống hồ một mình, bình nhật lờ không lại vãng với ai. Dù gặp mặt lão cũng chẳng chào hỏi, tựa như là người nơi này đều đắc tội với lão đấy. Hầu Sơn Phong liền nói: Vị bằng hữu của tài hạ có tính khí quái lạ này Lờ do trời sinh, đừng nói là người trâu quen. Ngay cả bằng hữu thân quen nhiều năm như là tại hạ Mà lão ta cũng chẳng buồn để ý đến đâu Ngư dân này nói uh, Thì ra là như vậy Tại hạ tưởng là có người nào đắc đội với lão chứ Bây giờ lão dọn quà ở phía đông rồi Tại gian nhà tranh mới dựng đấy Hai người này không thấy lão đánh cá Ở tướng công mau đi thăm lão thử xem Không chừng lão ta ngã bệnh rồi đấy Hầu Sơn Phong cho mày nói Trước đây mỗi ngày lão ta đều đánh cá Ngư dân này nói Đương nhiên mỗi ngày phải đánh cá Nếu không thì lấy gì mà ăn Hầu Sơn Phong gật đầu nói uh, nói cũng phải Đa tạ trừ vị Chàng cung thủ chào rồi đi vòng qua bầu hồ phía đông Sau lưng chàng còn truyền lại mấy lời bàn tán của đám ngư dân Không ngờ vạn bất trì này Lại có một vị bằng hữu thông tình đạt lý Và hòa nhã như vậy Hầu Sơn Phong làm như là không nghe thấy, chàng tăng cước lực vòng qua bờ hồ, chàng chỉ sợ chậm một bước là vạn giai hiểu kia ngộ phải biến cố, bị người ta hạ độc hồ rồi. Ba mặt của Hồng Trạch Hồ đều bằng phẳng, đồng nhất mặt phía đông có một ngọn núi nhỏ, không quá cao cũng không quá lớn, cây cối trên núi rất là xanh tươi rậm rạp. Dưới chân ngọn núi nhỏ này tọa lạc một ngôi nhà tranh, lưng dựa vào núi, mặt ngó rào hồ. Quả đúng như là ngư dân nói, ngôi nhà tranh này xem ra còn khá mới, tuyệt không quá 3 tháng. Hiện tại hai cánh cửa khép kín, tứ bề im lặng như tờ. Trên hàng rào trúc trước nhà có mắc một chiếc lưới đánh cá cũ kỹ. Trong lòng Hầu Sơn Phong chợt cảm thấy có điều chẳng lành, nên càng gia tăng cước lực lướt đến trước ngôi nhà tranh. Chàng dừng bước trước hàng rào trúc và lớn tiếng nói. Xin lỗi, trong nhà có người không? vẫn im lặng như tờ, không một tiếng trả lời. Hầu Xuân Phong trao mày, thân hình vừa động, thì trận nghe nói giọng khàn khàn từ trong nhà truyền ra. Là ai vậy? Hầu Xuân Phong thở phào nhẹ nhõm, chàng lắc đầu bật cười rồi nói. Là tại Hạ, tại Hạ đến tìm người. Có tiếng bước chân khẽ động trong nhà, hai cánh cửa trận mở ra. Từ giữa hai khe hở của hai cánh cửa, có một chiếc đầu thò ra, đó là một lão nhân vừa gầy vừa nhăn nhèo, đầu hoãng mắt chuột, dâu dê lừa thừa mấy sợi. Lão nhân lạnh lùng quan sát Hầu Sơn Phong một lúc, rồi hỏi với giọng lạnh lùng. Người tìm ai? Hầu Sơn Phong cho mày đáp. Tại hà tìm vạn Gia hiểu. Lão nhân lắc đầu nói. Không biết. Lời vừa dứt thì đầu cũng lập tức thụt vào. Hầu Sơn Phong vội nói. Ô khoan đã, đại hạ tìm vạn bất chỉ. Lão nhân thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu một cách lạnh lùng và nói: Cũng ngờ không biết. Lão ta không muốn nói nhiều hơn một câu, nên vội thụt đầu vào và đóng cửa lại. Những lời bọn ngư dân đánh ca nói quả nhiên là không sai. Hầu sơn phong lắc đầu, chẳng bước qua rào trúc, đi vào đưa tay gõ cửa. Cửa mở. Trước mặt hầu Sơn Phong là một lão nhân mặc làm y, may bằng vải thô. Lão đứng giữa cửa nhìn thẳng vào mặt hầu Sơn Phong, thái độ chẳng có chút thiện cảm. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, Tài hạ tìm lão, được chứ? Lão nhân thảm nhiên đến độ vô tình, lão nói, Lão phù không quen biết người. Hầu Sơn Phong nói, Có thể lão không biết Tài hạ, nhưng mà lão không thể không biết khoái dù hồn. Lão nhân ngớ người dây lát rồi nói. Ai? Ai là khoái dù hồn? Khoái dù hồn là ai? Hầu Sơn Phong cho mày nói. Vạn lão đầu. Lão làm sao vậy? Có thể lão già vờ ngây ngô với người khác được. Nhưng mà đối với vị bằng hữu khoái dù hồn của tại hạ. Thì uh, chớ giả vờ ngây ngô nữa. Nói đoạn. Chàng cất bước định đi vào lão nhân đưa tay cản lại và nói người đừng có vào ta không quen biết người hầu sơn phong trao mày chàng nói được thôi không cho vào thì tài hạ không vào chỉ cần lão trả lời những câu hỏi của tài hạ thì tài hạ lập tức đi ngay chàng lấy đoá thiết liên hòa đưa ra và hỏi lão nói cho tài hạ biết đây là thứ gì lão nhân chợt biến sắc nhưng mà trong chớp mắt lại tỏ ra lạnh lùng. Lão ngắm nhìn Thiết Liên hòa rồi nói: "Đây là Thiết Liên hòa. ai ai cũng biết, Hạt đất phải hỏi." Tại hạ biết, tại hạ muốn hỏi lão về xuất xứ của vật này, nhân vật nào có nó. Lão nhân ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói: "Nãy giờ đã mấy câu hỏi rồi." Hồ Sơn Phong ngẩn người, chàng hít mạnh một hơi rồi nói: vạn lão đầu vận này có quan hệ đến sinh tử của hai người và mấy chục sinh mạng khác tại sao lão không nói một chuyện tốt để mà tích đức tại sao lại đối với bằng hữu như vậy <laughs> chuyện tốt ư lão nhân nói nửa đời làm chuyện tốt của ta đã quá đủ để tích đức rồi còn như bằng hữu con người ta không có bằng hữu sau người lại nhẫn tâm đến quấy rầy một lão ngư phủ như ta Hầu Sơn Phong nói Thế này nhá Lão trò tại hạ một đã bán mỹ mãn Thì tại hạ sẽ không quấy rầy lão nữa Và cũng không nhận là quen biết với lão nữa Lão nhân chớp chớp song mục và nói Trước đây người không quen biết ta Sau này cũng không quen biết ta Hầu Sơn Phong gật đầu nói Đúng vậy, như vậy nhá Thần sắc lạnh lùng của lão nhân chợt ôn hòa đôi chút lão nói người dám ngồi thuyền không hầu sơn phong gật đầu nói trong thiên hạ chẳng có chuyện gì mà tài hạ không dám làm lão nhân lạnh lùng nói nhưng thuyền của ta vừa cũ kỹ vừa bị vào nước hầu sơn phong nói lão đã dám ngồi thì tài hạ tại sao không dám ngồi lão nhân nói ta biết bởi con người Hầu Sơn Phong cười cười nói Tài hạ không biết Nhưng mà tin rằng Lão không thể nào thấy chết mà không cứu Lão Nhân lạnh lùng nói Ta nói rõ trước Một khi thuyền chìm Thì chỉ đủ sức Tự lo cho mình mà thôi Hầu Sơn Phong lại mỉm cười nói Được Chỉ cần lão cho rằng Lão làm như vậy được Hừ, nực cười Người không tự tử Thì trời chủ đất diệt Tại sao ta không làm như vậy được chứ Đi thôi Nói đoạn Lão đưa tay đẩy Hầu Sơn Phong Rồi định bước ra ngoài cửa Hầu Sơn Phong vội nói Lão định làm gì vậy Lão nhân dừng bước ngẩng đầu lên hỏi Người đến tìm ta làm gì Hầu Sơn Phong nói Tài hạ hỏi lão về lai lịch và xuất xứ của đó thuyết liên hoa này. Nhưng lão... Ta, ta làm sao? Ta đưa người đi tìm, không được hay sao? Hậu Sơn Phong nghe vậy thì ngẩn người. Lão nhân đã lướt qua bên cạnh thân chàng, mờ ra bên ngoài, tựa như một con chuột chui ra cửa. Lão nói, đối với bảng hữu, ta đã quá đủ rồi. Đi hay không, lờ tùy ở người hầu sơn phong giờ khóc giờ cười chàng cho mày lắc đầu rồi đành cất bước đi theo sau khi ra khỏi nhà thì lão nhân không quay đầu lại một lần cũng chẳng cần biết hầu sơn phong có đi theo hay không lão chỉ lắc lư đi thẳng ra bờ hồ dưới vòm liễu cạnh bờ hồ có buộc một chiếc thuyền trai đang bồng bành theo sóng nước lão nhân mở dây rồi bước xuống thuyền hầu sơn phong cũng vội vàng xuống theo lão nhân này chẳng những không nói một câu mà còn không nhìn hầu sơn phong một lần tựa như trên thuyền chỉ có mỗi mình lão chiếc thuyền chài này quả đúng như là lời lão nói vừa cũ kỹ vừa vào nước lão nhân dùng cây xào dài để mà chống thuyền đi động tác khá là thuần thục hầu sơn phong buột miệng hỏi vạn lão đầu chúng ta đi đến đâu đây lão nhân vẫn im lặng lặng lẽ trèo thuyền không trả lời và cũng không nhìn chàng. Hầu Sơn Phong trong mày vào gọi lớn, "Này, Vạn lão đầu." Lão nhân ngước nhìn lên với ánh mắt lạnh lùng, Người bớt nói một câu được hay không? Trời tối gió lớn, đêm nay lại không có trăng, nên để ý bản thân mình, nếu rơi xuống nước thì có 10 thuyền cũng không vớt được đâu." Một chút cũng không sai, đúng như lời lão ta nói. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trên hồ là một bức màn đen ngòm. Thế gió cũng mạnh dần lên, sóng nhiều hơn, khiến chiếc thuyền nhỏ luôn trong tranh. Hầu Sơn Phong va phải cây đình nên là đành bế khẩu. Nhưng mà là chỗ giao du nhiều năm nên ai lại chẳng biết. Vạn giao hiểu ngoài lạnh trong nóng, tính cách xưa này luôn như vậy. Thủ pháp treo thuyền của lão nhân tinh thục và khá là cao mình. Thuyền nhỏ phá sóng lướt đi, thoáng chốc đã ra giữa hồ. Hầu Sơn Phong không nhịn được, lại hỏi. Này, ở vạn lão đầu, rốt cuộc chúng ta đi đến đâu vậy? Lão nhân chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ. Qua hồ. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên, chàng gượng cười nói. Sao lão không nói sớm, đi trên bờ chẳng nhanh hơn sao? Lão nhân thản nhiên nói. Ta biết là nhanh, nhưng ta lười đi bộ. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, người đó tại bờ hồ đối diện à? Không ở tại hồ đối diện, ở tại Thủy Tinh cùng. Hầu Sơn Phong chưa kịp nói gì thì lão nhân lại nói, mắt mũi ta lèm nhèm quá, người đứng trước mũi thuyền quan sát và chỉ đường cho ta đi. Tại hạ tuần mệnh Hậu Sơn Phong vừa nói vừa lướt đến trước mũi thuyền. Khi mà từ đuôi thuyền lướt đến mũi trước, chàng thấy đáy thuyền đã vào không ít nước. Sau khi dừng chân trước mũi thuyền thì chàng vội báo cho lão nhân biết. Nào ngờ lão này lại thản nhiên nói. Thì ta đã sớm nói với người là thuyền này vào nước mà. Không sai, điều này lão đã nói qua. Vì thế mà Hầu Sơn Phong đạnh gương cười rồi im lặng chớp mắt thuyền đã qua giữa hồ bỗng nghe lão nhân nói này người quay lại đây ta muốn nói với người mấy câu hầu sơn phong y lời quay lại chàng nói vạn lão đầu lão muốn nói điều gì lúc này vẻ mặt của lão nhân có chút tươi cười lão nói ta muốn để người và chiếc thuyền này chờ giữa hồ người thấy thế nào nói đoạn lão cũng rát xào vào ngừng trèo. Hầu Sơn Phong cho mày nói, vạn lão đầu, đừng đùa như vậy. Lão nhân lắc đầu nói, ta không có tâm tình để đùa như vậy, ta nói thật đấy. Hầu Sơn Phong nói, vạn lão đầu, lão nhân phá lên cười rồi nói, ai bảo với người, ta họ vạn. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói Lẽ nào lão cũng đã đổi họ Lão nhân bật cười rồi nói Bản thân người nên hiểu rõ Thủy Trung ta không thừa nhận Ta là vạn dài hiểu Đôi mày kiếm của Hậu Sơn Phong càng trao khít lại Chàng nói Vạn lão đầu Đừng rào cuồng mua ngốc Mà làm cho đùa như vậy Lão nhân lắc đầu nói Tin hay không tin Tùy người ta không phải vạn giải hiểu. Thế lão là ai? Người tìm vạn giải hiểu mà hỏi. Hầu Sơn Phong biến sắc, chàng nói. Các hạ là kẻ trong ngôi miếu hoàng. Không, ta không tin. Lão Nhân mỉm cười nói. Không tin thì thôi, ta cũng có đóa thiết liên hoa đó. Người này trở tay và xòe ra, giữa lòng bàn tay có một vật quả nhiên là thiết liên hòa. Hầu Sơn Phong xong mục lộ sát quan, chàng định tung người lướt đến, lại nghe lão nhân nói. Người muốn nói thêm với ta vài câu thì đừng qua đây. Hầu Sơn Phong đành kiềm bước, chàng hỏi. Thế vạn gia hiểu đâu? Lão nhân chỉ tay xuống dưới và nói. Dưới chân của ta và người, lão ta làm bạn với một tảng đá lớn và nằm dưới đáy hồ. Rốt cuộc, ngươi là ai? Ngươi không thấy ta có thiết liên hoa hay sao? Ta hiểu rồi, ngươi đã đến đây trước ta một bước, hạ độc thủ vạn dài hiểu, sau đó hóa trang thành lão ta để mà dẫn dụ ta mắc lừa. Lão nhân mỉm cười âm hiểm và gật đầu nói. Không sai, ngươi nói đúng rồi, nhưng e rằng đã quá muộn. Nhưng mà theo ta thấy Thì rõ ràng người là vạn dài hiểu Điều đó rất là đơn giản Bất luận chuyện gì Cũng có phần cao mình và thấp kém Thật hóa trang dịch dùng này Cũng không ngoại lệ Người nên biết Ta cũng là một tài lão luyện Theo ta thấy thì người không hề có chút dịch dùng Hay là hóa trang nào Thiên chân vạn xác là vạn dài hiểu Điều đó đủ chứng minh Về thuật này Người không bằng ta Tranh biện chỉ vô ích Ta rất tự tin vào nhãn lực của mình Vậy người cũng nên tin rằng Nếu là vạn dài hiểu Thì lão ta tuyệt đối không thể hại người Cho đến bây giờ Ta vẫn hoài nghi là người đang bày trò đùa Lão nhân cười cười nói Người cúi đầu xuống Nhìn xuống đáy thuyền xem Có giống hay không hầu sơn phong y lời liếc nhìn lập tức tâm thần chấn động nhất thời á khẩu từ đáy thuyền lên mạn thuyền chí ít cũng cao hài thước lúc này đã có ba phần chìm vào trong nước lão nhân lại cười cười nói ta không thừa nhận ta là vạn dài hiểu ta cũng sớm nói cho người biết thuyền này cũ kỹ và vào nước đồng thời cũng báo trước một khi thuyền chìm ta không cứu người người không tin nên ta cũng chẳng biết làm thế nào Hầu Sơn Phong nhớ mày nói Không cần phải nói lại điều này Ta và người có thù hận gì Lão Nhân lại cười cười rồi nói Có những chuyện Không cần phải là thù hận Chỉ vì người quá thích quản vào chuyện của người khác mà thôi Sau mục của Hầu Sơn Phong đột hiện kỳ quang Chàng nói Người là kẻ bắt cóc đồng cô nương và mạc tử kinh Ồ, oh, Ngươi người quá quan trọng ta rồi Ta chỉ đóng một vài lâu la đáng thương mà thôi. Vậy ngươi phải là người trong ngũ độc thất sát, bạch cốt giáo. người lại nhầm rồi. Chuyện này không hề quan hệ đến ngũ độc thất sát, bạch cốt giáo. Hậu Sơn Phong cười nhạt nói. Nếu vậy, ngươi chẳng khác gì một kẻ vô an giáo hạ. Lão nhân chấn động tâm thần, lão nói. Đại trượng phù, dám làm, dám chịu. Hạ tất phải giáo họa cho người khác Hầu Sơn Phong hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói Được Nói giỏi lắm Đồng cô nương và mạc từ kinh đầu Lão nhân lắc đầu nói Chỉ biết Ở trong núi này Nhưng mà không biết chỗ nào Bất luận là các người có thù hận gì với đồng gia, ta chỉ hỏi tại sao các người lại giáo họa cho hạ hầu làm. Giá họa ư? Ừ. Ai nói là giá họa? Trong võ lâm hiện nay, ai chẳng biết tên mà đầu lòng lang dạ sói, thủ đoạn ác độc đó, giết tứ đại hộ pháp của lãnh thiên trì trước. Rồi sau đó, dùng đôi tay đầy máu tành, mà tàn sát cả nhà đồng gia. Hầu Sơn Phong cười nhạt nói, Người nghĩ là đêm này ta sẽ chết phải không? Lão Nhân ngớ người dây lát rồi nói, Theo ta thấy, trời tối thế này, gió lớn thế này, mà lại không có trăng. Người đang ở giữa hồ, nên đừng nói là người ta không đến cứu người kịp. Dù đến kịp, cũng khó lòng tìm ra người. Vì vậy, ta thấy người chết chắc rồi, không nghi ngờ gì nữa. Hầu Sơn Phong nói, đã thế, người hạt tất phải lo lắng đối với một người sắp chết. Lão Nhân cười hì hì nói, không thể nói như vậy. Phàm chuyện gì không sợ nhất vạn, mà chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận một chút cũng tốt hơn. Người nói có đúng hay không? Đúng thì đúng, nhưng mà không khỏi quá hẹp lượng. Mang tiếng hẹp lượng cũng chẳng đầu và chẳng ngứa ngáy gì. Vậy điều đó có quan hệ gì? Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Ta cũng tự biết là khó có hy vọng sống sót. Tuy là đêm nay tất tử, nhưng có người chết chung thì cũng không đến nỗi cô đơn. Hồ, oh, muốn tìm thì chớ tìm ta. Dưới đáy hồ đã có vạn dài hiểu rồi. Hầu Sơn Phong cười nhạt nói. Sợ rằng điều này không do người lựa chọn. Mà thêm một người cũng tốt thôi. Lão Nhân lắc đầu nói. Ta còn chưa muốn chết. Trừ được người là một đại công trạng. Mỹ tiểu, Mỹ nhân đang chờ đợi ta. Làm sao ta nỡ chết đi? Hầu Sơn Phong cũng cười cười nói. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lão Nhân cười nhạt nói. Đừng vội, nước trong thuyền vẫn chưa đầy mà. Lời vừa dứt thì đột nhiên lão khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo là nghe mấy tiếng răng rắc vang lên. Phần đuôi thuyền bị lão ta đánh vỡ. Toàn thân lão phóng ùm xuống nước. Hầu Sơn Phong xuất thủ nhanh như chớp nhưng chỉ kịp chụp được một mảnh áo quần của ông ta, suýt nữa lờ giữ được trần lão. Khi mà chàng đình thủ xuất thủ lần thứ hai, thì toàn thân của lão nhân đã chìm xuống sóng nước rồi. Hậu Sơn Phong đang kinh nộ, thì trận nghe sạt sạt dưới nước, lão nhân từ dưới ngoài đầu lên, ở ngoài xa mười trượng. Lão cười hì hì nói, hạ hậu Lam, bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa? Gọi trời, trời không thừa gọi đất, đất không cửa. Dù người có bản lĩnh thông thiền thì cũng đành vùi thân dưới đáy hồ mà thôi. Ta không có thời gian bồi tiếp người nữa và cũng không nhẫn tâm nhìn bộ dạng đáng thương khi mà người sắp chết. Xin cáo biệt. Lão cười hì hì rồi thụp đầu xuống. Hồ nước gợn một chút bọt sóng rồi bình lọng trở lại. Quả thật hầu Sơn Phong chẳng có gì để nói. Thuyền vốn đã chìm xuống nước. Bây giờ phần đuôi đã vỡ nát. Nên hơn nửa thân thuyền đã ngập xuống hồ. Trong lúc vội vàng, Hầu Sơn Phong chẳng còn kiêng kỵ gì, song thủ lập tức xuất ra, rắc rắc hai tiếng, hai mảnh ván thuyền bị bóc ra, sau khi lọt vào tay chàng thì chúng lại bị bẻ thành bốn mảnh. Hầu Sơn Phong quét một quang nhìn qua tứ phía, chàng thấy bờ nam là gần nhất, nên lập tức xuất thủ, quăng ra một mảnh ván thuyền, sau đó tung người lướt theo ván thuyền rơi xuống nước thì lực thế của chàng cũng tận chàng lại quăng ra một mảnh khác sau đó mượn lực điểm vào mặt ván Mà tung người lướt đi sau ba lần lên xuống như vậy thì chàng đã lướt đi hơn trăm trượng hiện trong tay chỉ còn một mảnh ván nhìn lại bờ nam thì khoảng cách cũng còn gần trăm trượng nữa trừ phi có thêm một mảnh ván nữa bằng không chàng vẫn không thể nào vào đến bờ và tất lờ rơi xuống nước cách bờ nam chừng 20 trường. Tuy biết vậy nhưng chàng không thể không lướt vào, và lại gần bờ một trường thì cơ hội thoát hiểm cũng lớn hơn. Đường thời chàng tung ra mảnh ván cuối cùng, chàng vận đủ chân khí và lướt đi lần cuối. Lần này có đến 40 trường hơn, khoảng cách với bờ chỉ còn vài 10 trường. Tuy vài 10 trường, nhưng tình thế của chàng không thể không rơi xuống nước. Và lại đối với một người không biết bơi mà nói, thì khoảng cách vài mười trượng cũng chẳng khác nào mười dặm trước mắt hầu sơn phong tất là phải rơi xuống nước một cảm giác thê thảm trợn nỗi dậy trong lòng chàng định nhắm mắt phó thác cho thiên mệnh đột nhiên có một vật thể đen ngòm từ trong bờ nam bay ra trượt dài trên mặt hồ phương vị đúng vào chỗ hầu sơn phong sắp hại chân. hầu sơn phong vui mừng chàng vội duỗi chân điểm vào vật đen kia rồi tung người lướt thẳng lên bờ Lúc này chàng mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Chân vừa chạm đất, chàng lập tức cao giọng nói ngay. Vị cao nhân nào kịp thời cứu giúp, xin xuất hiện cho tại hạ hậu tạ. Trong rừng cây trên bờ nam vẫn im lặng, không người trả lời. Nhưng bỗng nhiên có một làn hương phong phòng, một bóng hồng thấp thoáng. Hậu Sơn Phong kinh hãi, vừa định tung người đi, thì hồng y nữ đã xuất hiện trước mặt rồi theo đó là tiếng gọi lành lành đầy bị thương và oán nộ. Làm cả, chàng nhẫn tâm bỏ đi nữa sao? Hầu Sơn Phong dùng mình, cúi đầu và nói. Phụng muội hạ tất phải khổ. Thân hình hồng y nữ tử run lên, lạ ngọc bất giác tuôn thành hàng, nàng nói trong thổn thức. Đây là lời xưng hồ, mà bao nhiêu năm rồi, muội chưa từng được nghe. Làm cả, chàng nhẫn tâm quá. Ngọc Diện Du Long lạc thủ thần ma Hạ Hồ Lam ngẩng đầu lên, thân sắc trong song mục tỏ ra cực kỳ bất an và áy náy. Môi chàng máy động, muốn nói nhưng lại thôi. Hồng Y Nữ lại thổn thức nói tiếp. Lam Ca có biết không? Nhiều năm qua, trái tim muội đã tan nát thành từng mảnh, lòng dạ đứt đoạn từng cơn. Từng nhỏ không biết bao nhiêu lệ, từng đi không biết bao nhiêu đường, từng mạo hiểm bao nhiêu hiểm không. Hà Hầu Lam cúi đầu nói Phụng muội tha thứ cho ta Ta có nỗi khổ riêng Nên bất đắc dĩ Hồng Y Nữ tiếp lời Làm ca Lời này muội đã nghe không biết bao nhiêu lần muội khổ tâm chờ đợi nhiều năm Mà Lam ca vẫn nói những lời như vậy Đối với muội sau Kỳ thực gặp được Lam ca Được nghe Lam ca gọi một câu như vậy Là muội nên biết đủ rồi Còn cần gì nữa hồng quang thấp thoáng, đột nhiên nàng lao mình xuống hồ. Hạ hầu làm cả kinh thất sắc, hiếu thủ xuất như chớp, chụp cánh tay của hồng y nữ lại và run giọng nói. Phụ nguội, là ta không phải, ta, ta. Thân hình hồng y nữ dịch động rồi ngã vào lòng hạ hầu làm, đầu gục vào ngược chàng, tiếng khóc bị thống nức nổ vang lên. Tất cả những nỗi khổ tương tư trong nhiều năm qua, những cay đắng thương tâm trong nhiều năm qua đều tuôn theo dòng lệ tuôn ra rào rạt. Hạ Hầu Lam đứng bất động, không nói gì. Chẳng biết lúc này đành để cho nàng khóc. Và cũng chỉ có khóc mới có thể phát tiết được nỗi khổ tâm tương tư bị dồn nén nhiều năm trong lòng. Đột nhiên Hạ Hầu Lam nhìn qua chỗ rậm rạp của rừng cây bên trái và khẽ quát lên. Là vị nào ẩn thân trong đó? Hai bóng người phân ra. Hồng y nữ vội vàng lui ra mấy bước Kế đó là nghe tiếng niệm Phật từ chỗ rậm của rừng cây phát ra. À gì đả Phật, tội lỗi, tội lỗi. Hòa thượng ta đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, sao lại gặp phải cảnh tượng này? Hạ hầu làm trao mày, còn hồng y nữ vội cúi đầu gạt lệ. Một bóng đạo bào màu lam từ trong rừng cây lất phất bay ra. Đó là cuồng hòa thượng đáng ghét Lão đến đây rồi chấp tay cúi người nói. Làm kinh động đến sự yên tĩnh của nhị vị. Tội đáng muồn thác. Cầu xin nhị vị lượng thứ cho lão nạp. Hạ hầu làm lại chào mày. Hồng y nữ càng cúi đầu thấp hơn. Cuồng hòa thượng lại cúi người nói. Hai lần nhảy xuống nước. Lần này lại không cần đến lão nạp. Có hai lần cùng đức để mà đoái công chuộc tội cũng lớn như vậy nữ thí chủ ta ơn lão nạp thế nào đây hồng y nữ ngẩng đầu lên nói thượng quan phụng nguyện sáng sáng thắp hương chiều chiều lễ bái cuồng hòa thượng bật cười rồi nói triệt sát hòa thượng ta rồi nữ thí chủ muốn hòa thượng ta sớm đăng cực lạc hay sao bất luận thế nào hòa thượng ta vẫn còn vài phần lưu luyến trốn hồng trận này hạ hầu làm khéo quát lên hoàng thượng đừng điên điên khung khung nữa nói vào chính đề đi cuồng hòa thượng mỉm cười nói nói chính đề thì phải hỏi thí chủ người rồi hòa thượng tai hạ gặp phải quái sự nói đoạn trang thuật lại một lượt chuyện vừa qua nghe xong thân hình của cuồng hòa thượng bất giác run run lão chấp tay nhắm mắt và nói à gì đả phật thiện tài thiện tài ta à, không giết bá nhân. Hạ Hầu làm cắt lời nói. Hòa thượng, không nghe tai hạ nói à? Người đó đích thực là vạn lão đầu. Cuồng Hòa thượng lắc đầu nói. Thí chủ, người đó tuyệt không phải vạn giai hiểu. Hạ Hầu làm hỏi. Hòa thượng, làm sao mà biết được? Nếu hắn là vạn giai hiểu, thì hắn tuyệt không thể Hòa thượng, nhưng mà trên thực tế Thí chủ Hắn tuyệt không phải vạn dài hiểu Tài hạ cũng nghĩ như vậy Đã ra hắn không phải Nhưng mà tiếc rằng Hòa thượng lão nên tin vào nhãn quang của tài hạ Có khả năng Hắn có thuật dịch dùng cao minh tuyệt đỉnh Hạ hậu làm lắc đầu nói Hòa thượng Người khác không biết Nhưng mà lão phải biết thuật dịch dung của tài hạ là độc bộ võ lầm, đủ để ngạo thị thiên hạ. Cuồng Hòa Thượng ngạc nhiên nói, Vậy thì quái lạ, đây là chuyện căn bản, tuyệt đối không thể. Hạ Hầu Lam nói, Người đó đích thị là vạn gia hiểu. Nếu quả thật là hắn, thì tại sao hắn lại hại người? Hạ hầu Lam gượng cười nói, Điều đó thì tại hạ không biết. Trần nghe cuồng hòa Thượng hỏi. Thí chủ, người nói người đó nhảy xuống giữa hồng trạch hồ mà thoát đi ư? Hạ hầu làm gật đầu nói. Không sai, lão ta nhảy xuống giữa hồng trạch hồ mà thoát đi. Vậy thì không đúng rồi. Cuồng hòa thượng mỉm cười nói. Theo hòa thượng ta biết, thì vạn ra hiểu không biết bơi. Hạ Hầu Lam nói Hòa Thượng lão đã quên mất một điều Lão ta đánh cá mưu sinh nhiều năm Ở Hồng Trạch Hồ này ư ừ. Không phải ai đánh cá Cũng đều biết bơi Nhưng mà trên thực tế Mười ngày đánh cá Hết chín người biết bơi Cuồng hòa thượng ngẩn người Lão nói Dù cho hắn biết bơi Nhưng chỉ dựa vào một chút biết bơi này Hạ Hầu Lam cắt lời nói có một điểm Tài hạ quên nói cho lão biết Ngón út tay trái của vạn gia hiểu Bị khuyết một đốt phải không Cùng hòa thượng gật đầu nói Không sai Đó là do năm xưa Hắn bị đào của người ta chặt đứt Ngón út tay trái của người này Cũng khuyết một đốt Tìm người khuyết đốt ngón tay út Không là khó Nhưng mà tìm một người không cần dịch dùng mà thân hình tướng mạo lời nói cử chỉ giống hệt vạn dài hiểu thì còn khó hơn lên trời thí chủ trong ba người trước mắt chỉ có thí chủ gặp qua người đó lẽ nào thí chủ hạ hầu làm cắt lời nói hòa thượng nên biết bình sinh tại hạ không làm chuyện gì mà không nắm chắc cũng không nói điều gì mà không nắm chắc tại hạ dám lấy sinh mạng ra bảo đảm Người đó đích thị là vạn dài hiểu. Cuồng Hòa Thượng nói, vậy tại sao hắn phải hại người? Hạ Hầu làm gượng cười nói, Hòa Thượng, lão hỏi tài hạ, tài hạ biết hỏi ai bây giờ? Cuồng Hòa Thượng lìm dìm trầm ngầm một lúc rồi nói, xem ra trong chuyện này tất là có sự kỳ quặc. Thí chủ, Hòa Thượng ta muốn đến một nơi. Lão muốn đến nơi nào? Chuyện này thuộc thiên cơ, Tam thời không được tiết lộ. Nhưng mà ít nhất là 5 ngày, nhiều là 10 ngày. Người đó có phải vạn giai hiểu hay không? Hòa thượng ta sẽ có đáp án mình xác cho thí chủ. Hạ Hồ Lam cho mày nói. Được rồi, hòa thượng. Thế khi nào lão định đi? Cùng hòa thượng liền nói. Bẩn tăng sẽ đi luôn. Khi mà cô Hòa Thượng đi rồi Hạ Hồ Lam liền quay ra nói Chúng ta tìm một bãi cỏ Ngồi xuống ta nói cho muội nghe Thượng Quan Phụng khẽ gật đầu một cách đầy thuận tùy Xong nàng không nói gì Hạ Hồ Lam khẽ đưa tay dìu nàng đến bãi cỏ cạnh bìa rừng Đoàn hai người ngồi xuống đối mặt nhau Hạ Hầu Lam hít thở một hơi dài rồi nói Phụng muội, Chuyện này phải nói Bắt đầu từ rất lâu trước đây thượng quan phụng mỉm cười nói dù nói từ thời bàn cổ khai thiên thì muội cũng có phần nhẫn nại để nghe hạ Hồ lam thảm nhiên cười rồi nói đa tạ phụng muội trước tiền ta phải nói cho muội biết ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi cũng rất có khả năng là người duy nhất trên đời này không rõ thân thể của chính mình thượng quan phụng ngạc nhiên nói vậy họ hạ hầu của lam ca đó là họ của nghĩa phụ ta và cũng là ân sư mang truyền võ nghiệp cho ta. Ân sư là nghĩa phụ của Lam Ca, là vị tiền bối nào? Phụ muội từng nghe nói đến đoạn trường toái tầm thâu sinh khách hay chưa? Lam Ca nói là hạ hầu nhất tù, hạ hầu tiền bối phải không? Hạ hầu Lam gật đầu nói, đúng vậy, phụ muội, lão là nghĩa phụ và cũng là ân sư thụ nghiệp của ta Thường quan phụng tiếp lời Thì ra Lam ca là nghĩa tử Kiêm truyền nhân y bát của hạ hậu tiền bối Thảo nào Lời chưa hết Thì nàng đã bế khẩu Hạ hầu Lam không lưu ý đến Chàng bình thản nói tiếp Vậy nên chàng trách Công phu của ta cao tuyệt Xuất thủ cay độc Hành tàu giang hồ chưa được 3 năm Đã có danh hiệu Ngọc Diện Du Lòng là thù thần ma rồi có đúng vậy không ngọc diện thường quan phụng hơi ửng hồng nàng nói với vẻ áy náy và bất an làm cả lượng thứ cho sự vô tâm của muội hạ hầu làm khẽ lắc đầu nói phụng muội ta không chấp nhận điều đó đâu muội không nói sai ta thừa nhận là từ nhỏ ta đã nghe thấy nhiều điều và chịu ảnh hưởng của nghĩa phụ rất là lớn nhưng mà phụng muội nên biết trước đây nghĩa phụ không phải là người như vậy danh hiệu cũng không kêu bằng đoạn trường toái tâm thâu sinh khách đó là danh hiệu tự đổi về sau này mà thôi không ai biết nghĩa phụ cũng có một dĩ vãng đau lòng đứt ruột có huyết có lệ vừa hổ thẹn vừa tủi nhục chỉ cần bất cứ người nào biết đoạn chuyện cũ này của người thì đương thời tất là sẽ tha thứ cho tính kỳ quặc và sự xuất thủ cay độc của đoạn trường toái tâm thâu sinh khách chỉ vì nghĩa phụ đã phải chịu qua quá nhiều sự đả kích. Thượng quan Phụng nói, bất kỳ người nào trong võ lâm thiên hạ cũng không biết chuyện này. Làm cả, hạ hầu tiền bối chịu đựng những đả kích như thế nào và tại sao lại đổi danh hiệu. Hạ hầu Lam nói, sợ rằng ai cũng không biết nghĩa phụ có thể có tử. Thượng quan Phụng ngạc nhiên nói, chuyện này đích thị lờ không ai biết. Hạ Hầu Lam nói tiếp. Tại Hạ chưa được gặp Nghĩa Mẫu, nhưng mà nghe Nghĩa Phụ nói, Nghĩa Mẫu họ Sài, khuê danh Ngọc Hà, là khuê nữ của Thái Thú Hàng Châu, Sài Minh Thanh trước đây. Bà là một nữ tử hiền thục, lương thiện, không biết võ học. Kết hôn ba năm, thì hai vị hạ sinh một nhị tử. Tục ngữ nói, hiếu thề hiếu tử vạn sự túc. Cũng chính vì vậy, mà Nghĩa Phụ phong kiến quy ẩn, thoái xuất võ lầm xung vầy với vợ đẹp con ngoan, tìm một nơi yên tĩnh, xa trốn hồng trần để mà an cư. Nào ngờ hảo cảnh bất thường, một lần nghĩa phụ đi xa trở về, thì phát hiện thê tử lẫn vị bằng hữu trí thần mà người nhờ chiếu cố thê tử đều đã mất tích. Thượng quan phụng hơi trong mày liễu, nàng xen vào. Lẽ nào vị bằng hữu trí thân của hào tiền bối là một kẻ mặt người dạ thú ư? Sự thật không sai, Hạ Hậu Lam gật đầu nói Qua nhiều lần thăm dò Nghĩa Phụ mới biết Ái thê hiền lương tay không đủ lực chói gà Bị vị trí hữu của người bá chiếm Rồi bắt cóc ái thê Lẫn ấu tử của người đi Trước khi mà người quay về Nghĩa Phụ vừa bị vừa nộ Quầy kiếm đi khắp phương trời góc bể Lùng sục tứ phương bắt hướng Thề phải tự tay Trừ diệt tên thất phù mặt người dạ thú kia Đoạn lại ái thê ấu tử của mình Thượng Quan Phụng cho mày hỏi. Đáng giết, Lam Ca có tìm được không? Hạ Hồ Lam thở dài nói. Tìm thì tìm được, nhưng mà chỉ tìm thấy ba thi thể đầy huyết nhục mơ hồ, bốn sinh mạng. Thường Quan Phụng à một tiếng rồi nói. Chết cả, Lam cả đó là... Hạ Hồ Lam lắc đầu nói. Không biết là chết thế nào, nghĩa phụ chỉ có thể nhận ra ái thề ấu tử của mình và tên thất phù mặt người dạ thú kia từ hình thể và một vài vật còn sót lại. Thường quan phụng trầm mặc một lúc rồi nói. Vừa rồi Lam Ca nói, ba thi thể bốn sinh mạng là sao? Hạ Hậu Lam nói, khi mà nghĩa mẫu bị bắt khóc thì người đang hoài thai. Thường quan phụng lại à lên một tiếng rồi nói, tội đáng muôn chết chết một lần là quá tiện nghi cho tên xúc sinh mặt người dạ thú đó. Hà Hầu Lam trao mày nói, sau khi ngộ phải biến cố trọng đại này, thì nghĩa phụ đau đớn đến độ không muốn sống. Phần vì hổ thẹn, mình đường đường là một đại trưởng phù bảy thước tù mì, mà không có sức bảo vệ thế tử. Vì thế, nên nghĩa phụ vốn định tuốt kiếm tự tuyệt, tìm thê tử dưới hoàng tuyền. Nhưng mà khi người tuốt kiếm thì người nghe được tiếng khóc của trẻ con. Thượng quan Phụng hỏi, đó là Lam Ca phải không? Không sai, Phụng muội, đó chính là ta. Hạ hầu Lam gật đầu nói, Nghĩa Phụ thấy ta bị bỏ rơi ở nơi giữa hoàng dã quá là đáng thương, thì chợt nghĩ, ai lại không có con cái, ai lại không có thể nhỉ? Thế là tạm thời người bỏ qua ý niệm tự tuyệt, đưa ta về nuôi dưỡng cho đến khi thành nhân có thể tự chủ được. Chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp. Sau đó, nghĩa phụ thừa lúc ta không đề phòng mà hoành kiếm tự tuyệt. Nói đến đây thì dường như có vật gì chặn ngang cổ họng hạ hầu lam khiến chàng phải dừng lại, song mục dừng ngấn lệ, thân hình khẽ rùn, đầu từ từ cúi xuống. Thường quan phụng tỏ ra đồng cảm với chàng, nàng đưa cánh tay mềm mại nắm lấy tay của hạ hầu lam Tuy không nói một lời, nhưng sự an ủi không thể nào nói hết. Hồi lâu sau, Hạ Hầu Lam đưa tay áo gạt nước mắt và gượng cười nói, "Phụng muội, đó là sự đau khổ bị thường của nghĩa phụ." Thượng Quan Phụng tiếp lời, "Lẽ nào Hạ Hầu tiền bối không nhắc đến thân thế của Lam ca?" Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, "Không, khi mà nghĩa phụ nhặt được ta, ngoài một bọc vải ra thì không có vật gì khác. Vì vậy, người không có chút manh mối để mà tìm hỏi ta là hài nhi của ai bỏ rơi. Thượng quan Phụng nói, xem ra phụ mẫu thân sinh của Lam Ca cũng quá tàn nhẫn. Thân hình của Hạ Hậu Lam run bần bật, đôi mày kiếm nhướng lên nhưng mà chàng không nói gì. Thượng quan Phụng biết lời nói vô tình của mình đã chạm vào nỗi đau tiềm ẩn trong lòng Hạ Hậu Lam nên nàng vội đổi đề tài nàng khẽ nói thế làm ca đang hô phong hoán vũ tung hành thiên hạ thì tại sao hạ hầu làm gượng cười nói phụng muội chuyện này có bốn nguyên nhân thượng quan phụng ngạc nhiên nói bốn loại nguyên nhân là bốn loại nào hạ hầu làm nói thứ nhất ta xuất đạo ba năm chạm gian trừ ác gặp chuyện bất bình bát đào tường trợ nhưng mà vì tính tình lạnh lùng, xuất thủ quá độc, nên là có mà hiệu. Một mặt, ta phải nản lòng thối trí. Một mặt khác, cũng cảm thấy phụ lòng nghĩa phụ nhẫn nhục khổ tâm nuôi dưỡng. Thường quan phụng nói, hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, hà tất phải so đo lời bình nghị của nhân tình thế thái. Trên đời này, có biết bao nhiêu kẻ tiểu nhân bị ổi, lừa thế cầu danh, Hạ Hậu Lam gượng cười nói. Đà tạo phụng muội bây giờ ta nghĩ thông rồi. Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp. Thứ hai, từ khi ta có danh hiệu Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma Hạ Hậu Lam, chấn động tứ hải, thì ta cảm thấy có người ngầm tìm thiên phương vạn kế mưu hại ta, thủ đoạn thâm độc vô cùng. Nhưng vì công lực người đó quá cao, hành sự lại cực kỳ quỷ dị, thần bí, nên là thủy chung ta chưa tìm ra được đó là vị nào trong võ lâm thượng quan phụng nói vì vậy là lam ca diễn một vở kịch giả chết tìm khoái bán thiên lão quỷ giúp đỡ chôn một cỗ quan tài chống không xuống đất sau đó không phụng muội hạ hầu lam lắc đầu nói đó chẳng phải là quan tài chống không sự thật là ta đã nằm trong quan tài chỉ có điều tối hôm đó khoái bán thiên lại lén đào ta lên ngọc diện của thường quan phụng thoáng lộ vẻ bi thường nàng nói Lam ca chỉ biết diễn vở kịch giả chết này mà không biết đã hai muội đến trước mộ than khóc mấy bận đổ bao nhiêu nước mắt nhỏ bao nhiêu huyết mỗi năm một bó hương hoa hà hầu làm tỏ ra vô cùng hổ thẹn và áy náy chàng gượng cười nói phụng muội lượng thứ cho ta đó là nỗi khổ tâm bất đắc dĩ bây giờ ta không phải Thượng quan Phụng khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Lam Ca. Chỉ cần Lam Ca còn sống, chỉ cần muội được làm bạn lâu dài bên cạnh Lam Ca, thì sau này tim nát ruột nhau, đổ bao nhiêu huyết lệ, mạo qua bao nhiêu cuồng phòng bão vũ, đi qua bao nhiêu dặm đường, muội cũng can tâm. Hạ hậu Lam dùng mình, chàng đưa cánh tay run run nắm lấy bàn tay trắng ngần mềm mại như là không có xương của nàng, rồi nói. Phụng muội ta nợ muội quá nhiều rồi. Thượng Quan Phụng cúi đầu nói, kiếp này có thể, nhưng mà có lẽ kiếp trước muội nợ làm cả. Hạ Hầu Lam chỉ nắm chặt bàn tay của nàng mà không nói gì. Thượng Quan Phụng lại nói, làm cả, nguyên nhân thứ ba là sao? Hạ Hầu Lam gật đầu nói, nguyên nhân thứ ba là vì đến bây giờ ta vẫn chưa rõ thân thế của mình. Thượng Quan Phụng nói, sở dĩ Lam Ca giả chết là muốn thăm dò thân thế của mình. Hà Hầu Lam nói, Phụng Muội thử nghĩ xem, Hà Hầu Lam không chết thì ai dám nói. Nếu ta lấy thân phận Nam Cung Thường Thứ, đi hoài khắp nơi, thì có ai dám nói cho ta biết. Thượng Quan Phụng lại hỏi, Vậy Lam Ca ẩn thân tại Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu trong thành Kim Lăng, du hí phòng trần, cười đời ngạo thế có thu được kết quả gì không? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, đối với thân thế của mình, đến nay vẫn mờ mịt không biết gì. Và đối với người ngầm mưu hại, ta cũng chẳng lần ra một chút manh mối. Thượng Quan Phụng nói, vậy xuất kịch giả của Lam Ca đã diễn uổng công rồi. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng đại hòa của đồng gia ở Kim Lăng chẳng phải là không liên quan đến ta. Vì điều đó mà Lam Ca quyết định tái xuất võ lâm. Hạ Hầu Lam không trả lời chính đề mà nói. Tuy là quân hòa thượng mang đến cho ta không ít phiền phức, nhưng mà đích thực cũng đem đến cho ta chút manh mối. Ta hoài nghi kẻ sát hại đồng giả chính là kẻ ba năm trước ngầm mưu hại ta. Nếu không... Thượng Quan Phụng nói Lam Ca căn cứ vào vết thương chí mạng nhất tàn chỉ ư? Ừ. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, "Đúng vậy." Thượng Quan Phụng nói, "Lam Ca, nhất tàn chỉ đó là thần cực độc môn của Lam Ca mở. Chuyện này ta biết, nghĩa phụ chỉ có ta là truyền nhân y bát. Hạ Hầu tiền bối có thân nhân gần gũi hoặc là bằng hữu gì không?" Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi, sau phụng muội lại hỏi chuyện này, nếu như hạ hầu tiền bối có thân nhân gần gũi hoặc là bằng hữu, thì khả năng năm xưa bọn họ đã học được động môn này từ chỗ hạ hầu tiền bối. ta hiểu rồi, hạ hầu làm nói, nhưng mà ngoài ta ra thì nghĩa phụ chẳng có người thân nào, duy nhất một vị bằng hữu thâm giàu thì cũng đã chết nhiều năm trước. Thường quan phụng cho mày trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy thì kỳ quái rồi. làm ca. Vì bằng hữu mặt người dạ thú của hạ hậu tiền bối là... Hạ hậu Lam nói. Ngọc Diện Thư Sinh, Kim Ngọc Dung. Thượng quan phụng kinh ngạc kêu lên. Thì ra là lão này, đúng là người như tên. Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Lam ca. Bất luận thế nào thì trên đời này, ngoài chính làm ca ra, còn có một người khác biết thi triển nhất tàn trì điều này không nghi ngờ gì nữa ờ đúng vậy phụng muội ta cũng nghĩ như vậy chỉ cần tìm được kẻ biết thi triển nhất tàn trì phụng muội tìm ở đâu và tìm như thế nào bây giờ dễ thôi Lam ca nếu mà hạ hầu tiền bối không có thân nhân hoặc bằng hữu thì trong số bằng hữu tri kỷ của Lam ca tất là có theo ta biết thì nghĩa phụ bình sinh chỉ có thiên diện thư sinh Kim Ngọc Dung là bằng hữu thâm giao. Còn ta cũng chỉ có một chỉ kỷ là ngũ nhạc du hồn khoái bán thiền. Thượng quan Phụng trầm ngâm một lúc rồi nói. Làm cả, muội không quý hoài nghi bất kỳ nghề nào. Cùng hạ thượng có thể... Hạ hầu làm lắc đầu nói. Không, giữa ta và lão, xưa nay chưa từng hỏi võ học của nhau. Thượng quan phụng cho mày nói. Vậy thì xưa nay, Lam ca đích xác là gặp qua nhiều quái sự. Hạ hầu Lam gượng cười nói. Trước mắt có một chuyện khiến ta vô cùng khó hiểu. Rõ ràng người đó là vạn giai hiểu, bằng hữu nhiều năm. Vậy mà lão ta trở mặt vô tình, hạ thủ đối với ta. Thường quan phụng lại trầm mặc suy nghĩ, hồi lâu sau nàng nói. Cũng may là cuồng hòa thượng đã đi điều tra, mấy ngày sau nhất định sẽ có hồi âm. Nam ca không cần nhắc đến những chuyện này nữa. Nói chuyện nguyên nhân thứ tư đi. Hạ Hầu Lam gật đầu, nhưng mà nhất thời còn do dự chưa nói. Thường Quan Phụng chăm chú nhìn chàng và nói. Thế nào, sao Lam ca không nói? Hạ Hầu Lam chậm rãi nói. Phụ muội trên thực tế, mà tính thì chỉ có ba nguyên nhân. Thường quan Phụng nói, Lam ca nói dối, lừa người là điều không nên. Muội nói thay Lam ca nhé. Nguyên nhân thứ tư là tránh né sự theo đuổi của Muội. Có đúng hay không? Hạ Hậu Lam tỏ ra bất an, chàng nói, ờ, Phụng Muội, uh, Muội biết đấy. Ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi không rõ thân thế. Lại là một ma đầu, khiến người ta nói đến là biến sắc và thống hận. Còn uh, Phụng Muội... Thượng Quan Phụng nói, con muội là một nữ nhi xuất thân từ danh môn phải không? Sự thật là như vậy, ta không muốn phủ nhận. Thượng Quan Phụng lắc đầu nói, làm ca cũng không sợ người khác thương tâm. Lam ca tuy là một đứa con bị bỏ rơi, nhưng cũng chính là người do phụ mẫu sinh ra, có gì khác với muội đâu? Hơn nữa vừa rồi muội đã nói, hành sự chỉ cần ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất hà tất phải quan tâm đến những lời bình dị của thế nhân dù mỗi người trong đường kim võ lâm đều bảo lam ca là ác ma nhưng mà muội biết lam ca môn là một trang nam hán tử anh hùng cái thế đỉnh thiên lập địa hiệp cốt nhân tâm lẽ nào như vậy là chưa đủ ư hạ hầu lam vô cùng xúc động chàng gật đầu nói quá đủ rồi phụng muội thật ra vẫn có không ít người nói ta là người tốt Thượng quan Phụng vội hỏi. Là người nào? Lam ca? Hạ Hầu Lam nói. Ờ không tính cùng hòa thượng. Đó là tiểu thúy hồng trên sông Tuần Hoài. Là những bằng hữu cùng chung sống sướng khổ ở vùng Tuần Hoài Giang Phu Tử Miếu. Chẳng hạn như là Thiết Nghiều, Tần Lục. Thượng quan Phụng nghiêm túc nói. Lam ca? Người tốt trong lòng bọn họ mới thật sự là người tốt. Còn người tốt trong miệng hạng người lừa đời đoạt danh thì chẳng ra sao đâu. Đạt tà phụ muội đã chỉ giáo, ta đã rất trì túc rồi và cũng chẳng quan tâm đến những lời thị phi của thế nhân nữa. Bỗng nhiên thượng quan phụng cúi đầu khẽ nói, từ nay về sau, Lam ca không tránh ném muội nữa chứ? Phụ muội không sợ người ta nói mình mềm muội là bạn với ác mà. Thượng quan phụng ngẩng đầu lên nói, muội không sợ, chỉ có bản thân muội mới biết mình kết bạn với người thế nào vậy là đủ rồi hà hầu lam vô cùng xúc động bất giác chàng đưa tay nắm lấy đôi tay trắng như tuyết nõn nà như ngọc và mềm mại như bông của thượng quan phụng cùng lúc này dưới màn đêm bao la tại nam dương trấn cách hồng trạch hồ không xa trong một tòa trang viện to lớn không ánh đèn đóm bỗng nhiên có một tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của trang viện một bóng người vừa gầy vừa nhỏ chạy như bay vào trang viện to lớn này người này dừng bước trước một gian phòng khá là tinh xảo ở hậu viện sau đó hướng vào gian phòng đóng chặt cửa không đèn đóm mờ khom người cung kính nói bẩm lão chủ nhân vạn dài hiệu đến thì ra bóng người vừa gầy vừa nhỏ này chính là vạn dài hiệu kẻ vừa mưu hại hạ hầu làm bất thành từ trong gian phòng có giọng lạnh lùng truyền ra rất tốt thế có hoàn thành nhiệm vụ không? Vạn giai hiểu nói bẩm lão chủ nhân hạ hậu làm đó tuyệt nhiên không có sinh lộ. Dòng lành lùng hư một tiếng rồi nói <laughs> người có tận mắt trông thấy hạ hậu làm bị chìm xuống không? Vạn giai hiểu chấn động thân hình lão nói chuyện này chuyện này xin lão chủ nhân yên tâm thuộc hạ dám lấy sinh mạng già bảo đảm. Giọng lạnh lùng phá lên cười một chàng rồi nói Lời này của người là thật đấy chứ Vạn dài hiểu không đoán được là phúc hay họa Nhưng vẫn bạo gan nói Thuộc hạ thuộc hạ sao dám đùa trước mặt lão chủ nhân Tốt Vậy thì tốt Giọng lạnh lùng nói Người đến bờ Nam Hồng Trạch Hồ thử xem Có phải hạ hồ làm Đang tình tứ âu yếm tình nhân thượng quan phụng của hắn không Vạn giai hiểu dùng mình lão nói bẩm lão chủ nhân chuyện này tuyệt không thể câm miệng giọng lành lùng khéo quát ta tận mắt trông thấy lẽ nào còn an ổn cho người Vạn gia hiểu vội sụp quỳ xuống và nói với giọng run run lão chủ nhân khai ân thuộc hạ nhất thời sơ suất giọng lành lùng hơn một tiếng và nói người nhất thời sơ suất nhưng làm hại đại sự của ta Vừa rồi tự người nói là lấy sinh mạng ra bảo đảm Bây giờ người còn gì để nói nữa không Vạn dài hầu khấu đầu nói Lão chủ nhân khai ân Nghĩ tình thuộc hạ Đã theo hầu nhiều năm Giọng lạnh lùng cười nhạt cắt lời rồi nói Ta vốn niệm tình nhiều năm người theo ta Và cũng có ý tha cho người Nhưng biết làm thế nào Khi hạ hầu làm đã nhìn ra Người là vạn dài hiểu thật Vạn dài hiểu lại dùng mình Lão khấu đầu và luôn miệng cầu xin khai ân Giọng lạnh lùng cười nhạt nói Muốn ta khai ân cũng không khó Trước tiên Ngươi trả lời ta mấy câu Vạn dài hiểu vội nói Thuộc hạ tuân mệnh Thuộc hạ tuân mệnh Giọng lạnh lùng nói Ngươi biết tại sao ta phải giết Hạ Hồ Lam hay không Vạn dài hiểu vừa run vừa trả lời Thuộc, thuộc hạ không biết Nhưng phàm kẻ nào họ hạ hầu Đều bị liệt vào hàng đáng giết Tốt Rất tốt giọng lạnh lùng nói tiếp Ta thả giết lầm trăm người Tuyệt đối không bỏ sót một tên Ngừng một lát Người đó lại nói Người biết ta là ai không Vạn gia hiểu nói Không biết Thuộc hạ chỉ nghe giọng nói Mà chưa thấy người cũng không sai giọng lạnh lùng nói người có biết nữ nhi của kim lăng đồng gia kẻ duy nhất biết chỗ cất giấu ngọc thiền thử hiện đang ở đâu không vạn gia hiểu nói sát hại cả nhà đồng gia là hạ hổ làm đồng nguyên nhược đó tự nhiên là ở trong tay hắn Càng tốt giọng lạnh lùng cười cười rồi nói người có thể đi rồi nhưng chớ để ta gặp lại đấy Vạn gia hiểu bán tín bán nghỉ, Lão ngực đầu lên nói, Lão chủ nhân, Giọng lạnh lùng nói, Lẽ nào, Con cho ta thay đổi tâm ý. Vạn dài hiểu như là được đại xá, Mừng muốn phát điên, Lão tung người vào màn đêm mênh mông, Nhưng mà vừa tung lên nửa chừng, Thì đột nhiên kêu hự một tiếng, Rồi rơi xuống đánh bịch. Huyết tươi xuất hiện, Não tương văng ra tứ phía, Chán vỡ nát, Thân hình nằm yên bất động, một chàng cười âm thầm âm hiểm vang lên, khiến cho người nghe phải giận tóc gáy. Sau đó là tiếng quát khẽ. Người đâu? Trong bóng tối có người lên tiếng đáp, lập tức có hai bóng đèn lướt đến trước gian phòng, rồi cúi người cùng kính nói. Xin lão chủ nhân sai bảo. Giọng lạnh lùng nói. Lùi hắn đi, quăng ra xa một chút. Hai bóng đèn nói. Tuân mệnh rồi khom người lôi thi thể vạn gia hiểu đi như là bay thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm mênh mông